Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn đang ngày hôm nay mình sẽ tô màu. Một phần đi các bạn. Đi đọc chi tiết cho tôi mà nhớ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, đang ngày hôm nay mình sẽ tô màu.
tôi một con nhắc lại. Bây giờ xin tiếp tục tôi một cái bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube.